Hi everyone, welcome back to my channel. Clip này sẽ là 8 tựa game. Chúng ta hãy bắt đầu tựa game đầu tiên nào. Chúng ta sẽ chơi gì đây? Mình sẽ chơi Grand cắt dòng trước nhé.
chơi thứ hai. Mình sẽ review Granny House. Thank you.
Level này mình dính 3 phát luôn. Chơi thận trọng một tí thôi. Thank you.
sẽ review tựa game tiếp theo của video này. Mình sẽ chơi Grand à. Ok. Tiếp tục là một thể loại về Granny đi. Oh man. Chúng ta đăng nhập ngày thứ 5 sẽ nhận được phần thưởng. Nhận thưởng thôi. Nhận thưởng sau đó thì nâng cấp. Nâng cấp. Mình nâng cấp đồng đều luôn nha. Ui, số tiền 10k bây giờ thì không thể đủ để nâng cấp cái gì nữa rồi. Thiên thần chạy được hơn 1.000 mét thì rất nhanh nha. Ồ, chơi một set đỏ khá là ngầu ấy.
Renny nâng cấp ghê chưa? Giờ có cả khiên luôn ạ. Dừng cuộc chơi 3857 mình sẽ review game tiếp theo nào. Thank you.
Bullet 3D. Review tựa game tiếp theo của video này, Slate Class. Chúng ta cần phải nâng cấp đến tầm khoảng level 350 thì mới vượt qua được cái map này. Chinh phục bằng được cái map này. Chiến nha. Thank you.
Bắt đầu nào. Ui, 4.001 cơ à? Wow. Sẽ review S Monster Movie Survival đi. Chỉ được chữ F thôi các bạn ơi.
không được cái chữ Z này à. Phải được một chữ Z chứ. Và video của mình cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu các bạn xem video của mình thấy hay thì hãy cho mình một like và một subscribe. Và các bạn hãy comment để lại ý kiến của mình nha. Thank you, goodbye, see you again. Hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.